Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Jisoo Blackpink, Jung Hae-in được minh oan hậu ồn ào của Snowdrop, việc JTBC tiến hành kiện các cá nhân thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về Snowdrop. Phim có sự tham gia của Jisoo Blackpink, Jung Hae-in được nhiều fan hâm mộ đồng tình, Snowdrop của Jisoo Blackpink đã kết thúc khá lâu, tuy nhiên, tác phẩm này cho đến nay vẫn để lại cho cặp sao chính những vết thương khó phai. Cụ thể, họ bị gán ghép là ngôi sao đóng phim xuyên tạc lịch sử, bởi trước đó, Snowdrop khi lên sóng đã vấp phải ý kiến phản đối quyết liệt vì vướng vào scandal xuyên tạc lịch sử. Có hàng loạt đơn khiếu nại về bộ phim, ngoài ra bản kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng Snowdrop đạt mốc hơn 200.000 chữ ký, ồn ào của bộ phim cũng đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến hai diễn viên chính. Nhất là nữ chính Jisoo Blackpink, trên Instagram cá nhân, cô đã bị khủng bố dữ dội trong bài đăng mới nhất. Không chỉ dừng lại ở những tranh cãi trên mạng xã hội của khán giả. Snowdrop từng phải đối diện với một vấn đề lớn hơn khi rất nhiều nhà tài trợ đều đồng loạt rút vốn đầu tư, yêu cầu ekip xóa những cảnh phim có liên quan đến lịch sử. Tuy nhiên, mới nhất đài truyền hình JTBC xác nhận đệ đơn kiện hình sự với các bình luận trực tuyến cáo buộc bộ phim truyền hình Snowdrop có nội dung xuyên tạc lịch sử. JTBC cho biết đối tượng bị họ kiện là những cá nhân thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về Snowdrop với mục đích không tốt đẹp. Đặc biệt, động thái này của nhà đài phần nào góp phần giúp dàn diễn viên Snowdrop được minh oan sau khi phải hứng chịu làn sóng tấn công. Chỉ trích đầy ác ý trên mạng, thêm vào đó, công ty sản xuất và một số đơn vị tài trợ cũng đối mặt thiệt hại nghiêm trọng. Snowdrop là bộ phim truyền hình do đài JTBC sản xuất. Bộ phim có sự tham gia của Jung Hae-in, Jisoo Blackpink, Yoo In-na, Kim Min-gu-e, Kim Hae-yoon và nhiều nghệ sĩ khác. Phim phát sóng từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2, việc mạnh tay của nhà đài JTBC cũng phần nào củng cố niềm tin cho khán giả rằng Jisoo Blackpink, Jung Hae-in đã không lựa chọn sai phim để hợp tác. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!